Hello, xin mến chào các bạn lại đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về thay lõi giật to cho cái máy mài Makita các bạn. Thì đây máy mài Makita của mình đang bị tình trạng là hư của cái to các bạn. Đó, thì bên này mình đã mua một cái cục giật to mới về để thay thế cho nó nhá. Thì tới đây mình cũng chia sẻ cùng cho các bạn luôn nhá. Mình đã mua một cái này là có giá là 150.000 các bạn, khá là rẻ. À, mình hôm nay mình sẽ thay vào cái máy này thì tiện thể đây mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu các bạn. Rồi để bắt đầu thì các bạn hãy rút máy ra khỏi nguồn điện và các bạn sẽ dùng tua vít xoáy lắp sau cho mình nhé. Mình sẽ xoáy lắp sau ra. Sau khi mình tháo lớp sau ra thì mình nhìn ở trên này nó có cái lỗ chổi than này các bạn. Đó thì ở đây các bạn sẽ dùng tô vít và lấy cái lò xo giữ chổi than ra một bên nhé. Rồi ok, tiếp đó mình sẽ dùng tô vít và lấy cái chổi than cái tay này nó lên lên một xíu các bạn. Mình lấy cho nó lên một xíu nhé. Rồi như vậy là ok các bạn. Và bên này các bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. Rồi vậy là ok. Thì ở đằng trước này mình sẽ dùng tua vít và xoáy bốn ốc này ra nha các bạn. Sau khi chúng ta tháo được bốn con vít ra rồi thì các bạn sẽ bỏ cái đầu này ra một bên. Và tiếp đến các bạn sẽ dùng tua vít và lạy cái đầu này ra nhá. Mình sẽ dùng tua vít và lạy cái này ra. Và tiếp đến các bạn sẽ cầm kéo ra là được nhá. Đó thì ở đây cái này xài lâu rồi các bạn. Nó khá là mòn nhá và khuyết khá là sâu luôn. Cho nên là mình cũng phải mua một cái mới này về thay cho nó. Và tất nhiên thì trong quá trình xài lâu dài thì nó sẽ bị mòn hoặc là bám không được tốt đó nhá. Thì mình sẽ phải thay cho nó. Chứ các bạn mà xài thì nó có không hiệu quả và tốc độ máy sẽ không được tốt nhá. Thì thay nó cái này cũng khá là rẻ các bạn, chỉ có 150k thôi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái bánh nhông ra nhá. Thì ở đây có một con ốc các bạn. Và đằng sau này nó có một cái bạc đạn nữa nè. Đó bây giờ mình sẽ dùng một lết tháo cái ốc ở đầu này ra và đồng thời sẽ lấy cái nhông này ra nha. Sau khi mình tháo được con ốc ra rồi thì mình sẽ dùng tô vít và lạy cái bánh nhông này ra nhé. Rồi ok, khá dễ các bạn ạ. Ở đây các bạn sẽ lấy cái này ra thì ở trên này nó có một cái bạc đạn này các bạn. Đó. Rồi đằng sau này mình sẽ tháo cái bạc đạn này ra luôn nhé. Nếu mà các bạn có đạn mới thì các bạn phải tháo, nhưng mình chưa tận dụng thì mình sẽ tháo cái bạc đạn này ra mình xả luôn nhá. Sau khi mình tháo được bạc đạn này ra rồi thì mình sẽ tiến hành đóng vào cái lõi giòn sắt tôi mới này nhá. Thì đây các bạn sẽ để nguyên nhựa vào trong này. Tiếp đến mình sẽ để bạc đạn vào và để dùng búa đóng vào nhé. Các bạn chỉ cần đóng ra bằng mặt là được nhé. Và tiếp đến mình sẽ bôi mỡ bò ở đây để cho bạc đạn được trơn nhé.
Khi bôi xong rồi thì mình sẽ lại phải đậy cái miếng nhựa vào giống y như ban đầu nhé. Rồi như vậy là ok. Và tiếp đến mình sẽ lắp cái bệ đạn đằng trước các bạn. Thì ở đây các bạn cũng nên xác định bên ngoài bên trong cho đúng nhé. Bên này bên trong các bạn mình sẽ bôi ít mỡ bò đây cho được trơn tru. Rồi mình sẽ tiến hành lắp vào nhé. Sau khi lắp bộ đạn xong rồi, tiếp đến các bạn sẽ lắp bánh trong người vào nhé. Và chúng ta sẽ bắt ốc vào là được nha các bạn. Rồi như vậy là xong, bây giờ mình sẽ tiến hành đưa cục gia tô vô máy nha các bạn. Mình sẽ bôi bơ vào đây các bạn, để cho nhông được trơn tru hơn và cũng không ảnh hưởng gì nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái đầu này vào và thiết ốc vào là được. Thì lắp cái đầu vào các bạn cũng xác định được là đầu nào là mặt đá nhá, đầu nào là mặt trên nhá. Sau khi chúng ta lắp xong thì ở đây có lỗ chịu than thì các bạn cũng lại đậy gãy cái lò xo vào đúng vị trí như lúc ban đầu nhé. Đó, cái lò xo này là cái vị trí nó để giữ chịu than các bạn. Đó. Thì cả bên này cũng vậy, các bạn cũng làm tương tự như vậy là được nhé. Rồi như vậy là ok nhá. Bây giờ mình chỉ việc lắp cái đuôi vào là xong nhé. Đây mình đã phải chế công tắc hạt này các bạn. Thông thường cái công tắc của trên máy này nó rất là hay hư nhá. Nếu các bạn mà có hư các bạn cũng chế cái này cũng khá là ok nhé. Mình cũng xài khá là lâu rồi không có sao các bạn. Rồi như vậy là xong các bạn, bây giờ mình sẽ cắm điện và test thử nhé. Rồi như vậy là ok các bạn ơi. Rồi vậy là khá là ok nha các bạn. Vậy là mình chia sẻ những gì mình biết cho các bạn cùng biết nhá. Nếu các bạn yêu quý mình hãy cho mình một đăng ký, một like, một chia sẻ. Bên đây mình những dừng video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Bye bye, xin chào các bạn.